để tiết kiệm được một khoản tiền. Và bên cạnh đó thì đôi khi chúng ta mua xe bán tải, chúng ta đi cài, thấy không? Đi cài, đi làm để kiếm tiền. Mà mua cái xe mới thì chúng ta đem đi cài thì thấy sót quá. Thì đôi khi quý anh chị em lựa chọn cái xe đã qua sử dụng, đó cũng là một cái giải pháp hiệu quả nhất và hợp lý nhất. Đây là hiện tại là có cái chiếc Everest ha, Everest màu đỏ. Đó, màu đỏ. Đó. Mình quay sơ ngang áo ngang đó nha. Còn quý anh chị em mà muốn biết giá cả xe chất lượng còn như thế nào thì vui lòng ghé trực tiếp đại lý. Rồi yêu cầu là gặp Niềm Chọc. Đó. Là mình câu xe. Xong rồi cái là mình báo luôn, chứ anh em mà kêu báo giá chi tiết rồi lăn bánh gì đó, thấy không? Thì anh chị em rất khó mua được cái xe đúng cái ý của mình. Như chiếc này là chiếc Ranger Limited, Limited màu trắng. Xe này là nhập Thái nha anh chị em. Nhập Thái. Đã trang bị là cái nắp thùng ha, nắp thùng cuộn điện xịn luôn. Biển số là 51. Xe này hai cầu nha, số tự động. Hai cầu số tự động. Còn con này. Không, con này Everest là màu đỏ nè, titanium nè. Chiếc nào cũng còn đẹp hết. Rồi, quý anh chị em là vui lòng ghé trực tiếp mình coi xe, cái giá cả thì sẽ tính cụ thể sau nha quý anh chị em. Đó, không phải là mình ghé mình coi xe cái là niềm bắt anh chị em là phải mua cái xe, thấy không? Thuận mua vừa bán, mà mình tới mình coi được thì mua, không được thì thôi, anh em vẫn vui vẻ chứ đâu có gì đâu. Thậm chí là mình tới mình coi xe rồi anh em chị em ngồi uống với nhau ly cà phê đó, rồi trao đổi thương lượng trực tiếp luôn cái giá, được thì mua bán, không được thì thôi, chứ đâu có ai mà bắt ép mình phải mua đâu à. Cho nên là quý anh chị em đừng có ngại. Quý anh chị em là vui lòng cũng đừng có hỏi giá cụ thể làm sao, lăn bánh làm sao, báo giá chi tiết qua điện thoại ha. Tại vì mình mua cái xe đã qua sử dụng mà, chắc chắn luôn quý anh chị em cũng phải tới để coi nữa, để coi, để kiểm tra xe nữa. Như chiếc này là chiếc Everest, động cơ đó là động cơ xài Durator, động cơ Durator đó. Cái chiếc này thì cũng thuộc dạng là cài ải ruộng sâu, thấy không, thuộc dạng là trâu bò đó, xe thì rộng rãi. Đó. Rồi bên cạnh đó thì đây có chiếc bán tải nữa. Chiếc này thì đã quất vô cái cản, cái thanh thể thao, cái cản cũng khác người ta nữa nè, gắn vô thêm là 4 cái cảm biến, rồi có thanh thể thao, rồi nắp thùng luôn, nắp thùng cuộn cơ, thanh thể thao, nguyên cái súng luôn, nguyên cái cây đại liên nè, nguyên cái súng luôn, rồi độ nguyên vàng đèn led. Đây, số này là số sàn 6 cấp, động cơ 2.2, ghế thì full, thấy không? Độ đây ghế da rồi. Đây, bán tải Ford Ranger. Rồi, bên đây con là quay chắc màu trắng, quay chắc Biturbo hai cầu, đây có cam 360 luôn, full, thấy không, full ghế da, quay chắc nữa, Biturbo hai cầu, xe thì đã lên nắp thùng cuộn điện khá là xịn sò, và nhiều món theo xe nữa. Cho nên là quý anh chị em đôi khi là thấy cái xe đã qua sử dụng mà tại sao cái giá nó như vậy là lý do là xe đã có là đồ chơi theo xe là cả 100 triệu ha. Cho nên là cái giá nó mới như vậy. Đây là chiếc màu đen nè, XLS màu đen, nắp thùng thấp, và chiếc này thì số sàn luôn, số sàn 6 cấp luôn, màu đen quá đẹp, thấy không, quá đẹp luôn. Rồi bên cạnh đó thì có chiếc Eco Sport, biển số là 16768, quá đẹp luôn, màu đỏ nha, màu đỏ luôn.
Con này thì giá nhỉnh 300 nha. Đó, nha, giá nhỉnh 300. Cái chiếc EcoSport, động cơ EcoBoost thì máy xăng, thấy không? Ghế là full da luôn, quá đẹp luôn. Đó, quá đẹp luôn. Rồi anh chị em mà muốn biết cái giá như thế nào, muốn chốt giá nào, thương lượng trực tiếp với Niềm, vui lòng là tới đại lý rồi yêu cầu gặp Niềm đầu chọc. Đó, coi xe rồi báo giá chi tiết cụ thể luôn. Đó, thuận mua vừa bán chứ không có gì phải buồn phiền hết trơn, đâu phải quý anh chị em mà tới cái là bắt phải mua cái xe đâu. Cho nên là tới thì mình coi xe được thì mình mua, thấy không? Thuận mua vừa bán. Rồi số điện thoại của Niềm 0901 114 113. À, quý anh chị em là nghe, nguyên dàn xe đã qua sử dụng nè, mua xe cũ đã qua sử dụng thì tiết kiệm được một khoản tiền cũng khá nha quý anh chị em. Với mình xài xe đã qua sử dụng thì không có sót, không đem đi cài không có sót,